Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào cuối tuần tới, một đợt không khí lạnh có cường độ rất mạnh sẽ ảnh hưởng đến nước ta, khiến nền nhiệt giảm rất sâu. Vùng núi có thể xuất hiện băng giá. Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh rất mạnh này, từ ngày 17 tháng 12, miền Bắc trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ giảm từ 8 đến 10 độ so với ngày trước. Bước sang ngày 18 tháng 12, nền nhiệt tiếp tục giảm thêm. Tại Lạng Sơn, một trong những nơi đón gió mùa đông bắc sớm nhất ở nước ta, từ ngày 17 tháng 12, trời nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ, nhiệt độ giảm xuống còn khoảng từ 12 đến 18 độ. Đến ngày 18 tháng 12, nhiệt độ có thể giảm xuống còn từ 11 đến 16 độ. Tại các khu vực núi cao, nền nhiệt còn có thể giảm sâu hơn nữa. Các chuyên gia nhận định, đợt rét này có thể xuất hiện băng giá, sương muối ở vùng núi cao. Tuy nhiên, đánh giá chung từ nay cho đến hết năm 2023, trạng thái ẩm đến rất ẩm sẽ là chủ đạo tại khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.